dramastick lấn sân điện ảnh, kết hợp cùng Huỳnh Lập, Diệu Nhi trong siêu phẩm hài cổ trang. Tất cả sẽ xuất hiện trong hài Tết Tắm Cám đại chiến, Huỳnh Lập kể tiếp, được công chiếu trên kênh YouTube Huỳnh Lập. Nghe tên gọi cũng phần nào đoán được bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Tắm Cám, vốn đã quen thuộc với bất kỳ người Việt nào. Bình tuy cũ, nhưng dự chắc chắn mới. Đó chính là lời khẳng định của ekip sản xuất bộ phim này bộ phim sử dụng hình tượng nàng tắm diệu nhi các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé mẹ cám huỳnh lập tuy là nhân vật quen thuộc nhưng được biến tấu tinh tế lần này dì kẻ huỳnh lập quay trở lại và lợi hại hơn xưa không những tung những mưu kế để hãm hại tắm mà còn nâng cấp thêm khả năng đi đường quyền vô cùng thâm hậu vì vậy cũng có thể gọi đây là bộ phim hài cổ trang kiếm hiệp chủ đề này không mới nhưng làm thế nào để câu chuyện được diễn biến hợp lý mạch chuyện liền mạch đồng thời xen lẫn tiếng cười là một bài toán khó cho cả đoàn làm phim thế nhưng ở tấm cám đại chiến biên kịch đã khéo léo lồng ghép các chi tiết để câu chuyện được diễn biến hợp lý mẹ ghẻ huỳnh lập trở lại với khả năng đi đường quyền vô cùng thâm hậu điểm độc đáo của bộ phim còn ở việc tiết chế lời thoại để làm nổi bật diễn xuất của nhân vật hơn 50% cảnh phim là những chiêu thức võ công và những màn đấu võ hoành tráng. Hầu hết các phân cảnh đấu võ đều do các diễn viên tự biểu diễn, nhờ đó mà các cảnh quay trở nên chân thật hơn. Nếu Huỳnh Lập với khả năng diễn xuất đa chiều không khó để cân vai đòi hỏi hành động cộng với diễn xuất qua cử chỉ, nét mặt thì Diệu Nhi cũng xuất sắc với nét diễn hài hước từ trong trứng nước. Bất ngờ nhất phải kể đến, cây hài mới nổi, Gimastic, vai ông bụt lần đầu lấn sân điện ảnh, nhưng trạng giáp thơ vẫn nhập vai tròn trịa và chắc chắn không phụ lòng khán giả. Hơn 50% là phân cảnh hành động, do các diễn viên tự biểu diễn. Bên cạnh đó, kỹ xảo, hiệu ứng phim được sáng tạo để hài hòa với bối cảnh, tình huống phim, hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn người xem. Cái hay của bộ phim hài này còn ở việc lồng ghép yếu tố cổ trang và hiện đại một cách khéo léo, tinh tế cái hay còn ở việc kết hợp yếu tố hiện đại, cổ trang. Xoay quanh câu chuyện dọn nhà đón Tết của mẹ con tắm và cám, trong đó điểm nhấn là việc lì xì Tết, tưởng chừng như việc cõng con, nhưng lại là nỗi niềm chung của mỗi người khi Tết đến xuân về. Câu chuyện giản đơn được tái hiện trong bối cảnh cổ trang tạo nên sự sức hấp dẫn riêng của bộ phim. Cũng trong bối cảnh cổ trang, buộc Dimastic hiện thân cho nhân vật hiện đại mang đến tuyệt chiêu tuyệt đỉnh lì xì ra lô như một yếu tố hiện đại lồng ghép trong nét văn hóa truyền thống câu chuyện lì xì Tết được tắm, cám, buộc tái hiện chân thật. Là một phim hài quảng cáo, nhưng tắm cám đại chiến Huỳnh Lập kể tiếp nhận cơn mưa lời khen từ phía cộng đồng mạng nhờ sự đầu tư chỉnh chu, kỹ xảo ấn tượng cùng kịch bản hấp dẫn. Chi tiết quảng cáo, lì xì qua ra lô trác được lồng ghép tinh tế, không làm vỡ mạch chuyện mà ngược lại tạo nên sự kết nối một cách hợp lý. Cộng đồng mạng không tiếc lời khen dành cho tắm cám đại chiến. Tuy mới ra mắt, nhưng tấm cám đại chiến đã thu hút sự yêu thích của đông đảo người xem nhiều cư dân mạng còn phong danh hiệu đỉnh cao quảng cáo cho ý tưởng truyền thông mới lạ này bạn có thể xem mv tại đây